Tiểu sử Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Chiều 5 tháng 1 năm 2023, tại kỳ họp bất thường thứ hai Quốc hội khóa 15, sau khi bỏ phiếu kín, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê tại xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, trình độ tiến sĩ tổ chức khai thác khoáng sản. Ông Hà có 4 năm, năm 1992 đến năm 1996, làm cộng tác viên khoa học tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Khoa học Kỹ thuật Điện tử Thông tin ANTI Moscow, Nga. Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí cán bộ hợp đồng, sau đó là chuyên viên tại Cục Môi trường, sau trở thành Cục Bảo vệ Môi trường rồi Tổng Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong khoảng 12 năm công tác tại đây, ông trải qua nhiều vị trí. Từ Phó trưởng Phòng, rồi Trưởng Phòng Chính sách Pháp chế, Phó Cục trưởng, quyền Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Môi trường. Sau khi Cục Bảo vệ Môi trường trở thành Tổng Cục Bảo vệ Môi trường, ông Hà làm Phó Tổng Cục trưởng phụ trách. Từ tháng 7 năm 2008, ông là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Tháng 1 năm 2009, khi đang là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Tới tháng 7 năm 2010, ông trở lại làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Từ tháng 1 năm 2011, ông Hà được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Đến tháng 1 năm 2016, sau khi được bầu vào Trung ương Đảng khóa 12, ông Hà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Tại Đại hội 13 tháng 1 năm 2021, ông Hà tiếp tục được bầu vào Trung ương Đảng khóa 13, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 cho tới nay. Đầu năm 2016, khi mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, ông Hà là người đã phụ trách việc xử lý đối với sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung tại công ty Formosa Hà Tĩnh. Tại nhiệm kỳ Quốc hội 14, ông Hà với trong vai trò Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường là người phụ trách sửa đổi luật bảo vệ môi trường với nhiều chính sách mới. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên Môi trường hồi đầu tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ngành tài nguyên môi trường trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước tham gia thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26. Theo Thủ tướng, điều này mang lại lợi ích kép cho Việt Nam trong tiếp cận tri thức, công nghệ, tài chính để tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, cũng như chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại buổi lễ này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai này, Thủ tướng vẫn chưa trình Quốc hội nhân sự Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường mới, do đó nhiều khả năng ông Hà vẫn sẽ kiêm nhiệm phụ trách Bộ Tài nguyên Môi trường cho tới khi Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới. Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được Quốc hội thông qua trong năm 2023 đang nhận được nhiều quan tâm của người dân, xã hội.